quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin cuối ngày của Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay bản tin gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4, hướng thẳng miền Trung. Đề xuất nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 trong 9 ngày. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ khai mạc gọn gàng, kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. 39 triệu người có nguy cơ tử vong do siêu vi khuẩn kháng thuốc. Bé gái bị cửa thang máy kẹp gãy chân vì mãi xem điện thoại. 32 cơ thủ Bia Việt Nam nhận án phạt nặng. Hoàng Minh Di muốn nhận nuôi bé gái 6 tuổi mất cả gia đình tại làng Nũ. Thí sinh 80 tuổi tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ Hàn Quốc 2024. Nghệ sĩ Mỹ kéo đàn bài nhật ký của mẹ cho vợ nghe trước khi sinh. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin từ ông Võ Hồng Nam, con trai út của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, cụ bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã qua đời vào lúc 0 giờ 50 ngày 17 tháng 9, hưởng thọ 96 tuổi. Cụ bà Đặng Bích Hà, sinh năm 1928 tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Bà xuất thân trong đại gia đình tri thức, là con gái đầu của giáo sư Đặng Thái Mai, nguyên bộ trưởng giáo dục, viện trưởng đầu tiên của Viện Văn học Việt Nam. Mẹ bà là Hồ Thị Toan, bà tốt nghiệp tú tài triết học tại trường Lycee Albert Sarrow vào năm 1946, sau này trở thành nhà sử học nổi tiếng của Việt Nam. Cuối năm 1946, bà Đặng Bích Hà và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nên duyên. Đám cưới của hai người được tổ chức rất giản dị, cả hai có với nhau 4 người con. Ở sự nghiệp riêng, bà Đặng Bích Hà là nhà giáo giảng dạy lịch sử ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từng làm nghiên cứu viên ở Viện Đông Nam Á. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc, 122 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 km/h. Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây-Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão. Dự báo khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 1 giờ ngày 19 tháng 9, bão ở trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, 89 đến 102 km/h, biển động mạnh, khu vực này sẽ có sóng biển cao 2 đến 4 m, từ chiều ngày 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 m. Ngày 17 tháng 9, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo đề xuất này, cán bộ, công chức, viên chức có thể nghỉ đến 9 ngày. Dự kiến công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2025 từ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Tối 16 tháng 9, đêm khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và lễ mừng công ngư dân đã diễn ra tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Phần lễ được tổ chức gọn gàng, thời lượng ngắn và không truyền hình, truyền thanh trực tiếp. Đồng thời, ban tổ chức cũng kêu gọi đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua. Nhiều lãnh đạo, nghệ sĩ và người dân đã chung tay ủng hộ. Trong đêm khai mạc, chương trình chỉ giữ lại những tiết mục sân khấu hóa, tái hiện giá trị tinh thần, nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển Cần Giờ. Tại đây, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đánh bắt, khai thác thủy sản trên địa bàn cùng việc gìn giữ tôn tạo lăng ông thủy tướng. Trong lễ hội Nghinh Ông năm nay, một số hoạt động trình diễn vui chơi sẽ được cắt giảm, chỉ giữ lại các hoạt động truyền thống. Mới đây, một dự án nghiên cứu toàn cầu về kháng sinh cảnh báo rằng các loại siêu vi khuẩn có thể giết chết hơn 39 triệu người trước năm 2050. Khi đó, chúng sẽ tiến hóa đến mức các loại thuốc thường dùng để điều trị không còn hiệu nghiệm nữa.
Hơn 500 nhà nghiên cứu từ các tổ chức trên thế giới đã sử dụng dữ liệu từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ để đưa ra ước tính tử vong từ năm 1990 đến năm 2021 và dự báo đến năm 2050. Theo nghiên cứu, sự suy giảm số lượng người chết do kháng sinh dưới 5 tuổi giảm mạnh trong giai đoạn này và sẽ giảm một nửa đến năm 2050. Trái lại, số lượng ca tử vong đang tăng lên trong các nhóm tuổi khác, đặc biệt là người từ 70 tuổi trở lên. Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho một bé gái 6 tuổi ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, bị chấn thương chân trái nghiêm trọng. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, lừ đừ, có dấu hiệu hôn mê. Qua thăm khám và chụp hình, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc chấn thương, gãy hở xương, đứt gần lìa cẳng chân trái, gãy xương đùi trái, chấn thương bụng chậu do tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhi được hội chẩn mổ cấp cứu cắt lọc mô dập nát. Sau phẫu thuật, cẳng chân trái của bé có dấu hiệu hồn hào trở lại, ấm, các đầu ngón chân đã có cảm giác. Bệnh nhi được tiếp tục theo dõi tại khoa ngoại thần kinh, cơ xương khớp, sau đó được phẫu thuật lần 2 kết hợp xương đùi. Dự kiến sau khi xuất viện, bé gái sẽ được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phục hồi. Theo chia sẻ từ gia đình, trong lúc vào thang máy, do quá tập trung xem điện thoại nên bé đã bị kẹt chân trái ở cửa thang máy. Ngay khi phát hiện, gia đình đã bấm thang máy đưa bé ra ngoài. Tuy nhiên, vết thương ở đùi và cẳng chân trái chảy máu rất nhiều. Trước sự việc trên, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tai nạn đối với trẻ em trong quá trình đi thang máy, thang cuốn, cửa tự động là rất lớn. Chính vì thế, người lớn cần hết sức chú ý, đề phòng nguy cơ xung quanh đối với trẻ. Hiệp hội Pilates Karung Thế giới UMB vừa ban hành án phạt nặng đối với 32 cơ thủ Việt Nam vì tham gia giải đấu PPA-LPPA Sai Paza Open 2024, hay còn được gọi là PPA Hà Nội Open 2024, diễn ra vào cuối tháng 8 tại Hà Nội. Đây là một giải đấu không nằm trong hệ thống quy định của Hiệp hội Pilates Karum Thế giới. Ở giải đấu này, Việt Nam không có tay cơ nữ tham gia, chỉ có 32 tay cơ nam thi đấu. Trong số này có 5 tay cơ từng bị UMB cấm trước đó là cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Mã Minh Cẩm, Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Đức Anh Chiến và một số tay cơ tên tuổi trong làng Karum Ba Băng Việt Nam, là Ngọc Trị, Trần Văn Ngân, Đỗ Đức Hiền, Đình Núi. Liên đoàn Pilates and Snooker Việt Nam cũng đã gửi thông tin đến các sở văn hóa thể thao, sở văn hóa thể thao du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng các liên đoàn Pilates and Snooker các địa phương thông báo án cấm này. Đã gần một tuần trôi qua, nhưng cho đến hiện tại, người dân cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng trước những tang thương mà trận lũ quét qua làng Nũ đã gây ra. Nhiều gia đình mất con, cha mẹ và thậm chí mất tất cả người thân chỉ trong một ngày. Trong đó, cô bé Hoàng Thị Ngọc Lan, sinh năm 2018, là người duy nhất trong gia đình 6 người sống sót. Bà nội, cha mẹ cùng các anh chị em của bé Lan đều qua đời sau trận lũ kinh hoàng. Hiện bé đang được bà ngoại chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trước tấm lòng hướng về làng Nũ, ca sĩ Hòa Minzy đặc biệt dành sự quan tâm sâu sắc đến hoàn cảnh của bé Lan, mong muốn được nhận nuôi và hỗ trợ cho cô bé. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn đang chờ quyết định từ gia đình do bé gái vẫn còn bà ngoại chăm sóc. Hòa Minzy cho biết nếu gia đình gặp khó khăn, cô sẵn sàng hỗ trợ bé đến năm 18 tuổi. Bà Choi Soon Hwa là một trong những thí sinh của Hoa hậu Hoàng Vũ Hàn Quốc 2024. Bà Choi năm nay 80 tuổi là thí sinh lớn tuổi nhất từ trước đến nay tham gia cuộc thi này. Bà từng làm việc trong bệnh viện và trở thành người mẫu khi đã lớn tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Choi cho biết đã nộp hồ sơ dự thi ngay sau khi biết thông tin cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ không còn giới hạn độ tuổi thí sinh. Ban đầu, con của bà khá bất ngờ nhưng sau đó ủng hộ quyết định của mẹ. Bà Choi Soon Hwa nói rằng, thông qua việc làm này, bà muốn cổ vũ mọi người theo đuổi ước mơ dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Đặc biệt, bà mong những người cao tuổi có thể tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. Trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế, thông tin về bà Choi Soon Hwa đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người khen bà vẫn đẹp, thu hút ở tuổi 80 và ủng hộ bà theo đuổi đam mê. Nghệ sĩ cello người Mỹ Brian Chuckles Wilson đã kéo đàn bài nhật ký của mẹ cho người vợ Việt nghe trước khi sinh. Trong căn phòng, tiếng nhạc vang lên du dương khiến nhiều người xúc động. Vợ nghệ sĩ cho biết, trong giây phút đó cô cảm nhận được sự ấm áp và không còn thấy đau đớn. Được biết, nghệ sĩ Brian Chuckles Wilson sống tại bang New Jersey, Mỹ. Ngoài soạn nhạc, anh còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và là tác giả của nhiều quyển sách.
O'Brien đã từng trình diễn tại Việt Nam trong sự kiện ngoại giao Việt-Mỹ vào tháng 8 năm ngoái. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.